Moaseku xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Foreco Sport phiên bản Titanium máy 1.5 sản xuất năm 2016. Sẽ có ngoại thất màu bạc đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Xe được chủ đi rất là giữ gìn, full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng tại hãng. Với mẫu này thì đảm bảo cho anh chị và các bạn trên văn bản là không đâm va, không ngập nước, check test hãng gara toàn quốc theo yêu cầu của anh chị và các bạn. Các bác có thể qua Auto Lam Việt số 2 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội để mình có thể trải nghiệm lái thử cũng như là kiểm tra về chất lượng của chiếc xe. Xem trong cái video em mô tả cho anh chị và các bạn là có chính xác như khi anh chị và các bạn đến xem xe hay không. Về tổng thể sơn xi ngoại thất của chiếc xe thì nó đã bị sơn tỉa lại một số vài điểm do bị xước sát. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ trang bị cho anh chị và các bạn là lốp treo, rồi trần xe đây. Đây là những cái chi tiết trần xe anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Có trang bị cho anh chị và các bạn ở phần đuôi xe như là hệ thống cảm biến, rồi là cam lùi và đèn cảnh báo trên cao. Dọc thân xe thì nó sẽ có bậc lên xuống dạng bậc cứng. Có trang bị bộ vành hợp kim đa lan tạo hình rất là đẹp mắt. Cùng với đó thì phần đầu xe nó sẽ nổi bật cho anh chị và các bạn như là hệ thống đèn chiếu sáng dạng halogen. Đèn gầm được trang bị là đèn bi. Mặt ca lăng với những cái chi tiết được thiết kế có những cái viền mạ chrome xung quanh tạo lên cái điểm nhấn khi nhìn vào đầu xe. Logo thương hiệu ở chính giữa bên trên. Các hàng ghế của chiếc xe thì em cũng sẽ đi vào chi tiết cụ thể từng phần để anh chị và các bạn cùng tham khảo và cân nhắc lựa chọn. Trong quá trình em quay mà anh chị và các bạn chưa xem rõ được những cái phần nào trên chiếc xe thì mình có thể liên hệ em để em có thể gửi bằng hình ảnh hoặc là video cụ thể chi tiết hơn nữa. Đây là những phần ghế ngồi của chiếc xe sau cái thời gian sử dụng 8 năm. Anh chị và các bạn có thể cùng tham khảo qua với em. Với cái mức giá tiền của chiếc xe Ford EcoSport Titanium 2016 bây giờ, nó chỉ vào khoảng 320 triệu là anh chị và các bạn có thể sở hữu rồi. Các bác có... Trong cái tầm tiền này thì mình có thể lựa chọn những cái mẫu xe lướt đời cao kiểu dáng hatchback. Hiếm có chiếc xe nào cái tầm tiền mà nó hợp lý như chiếc xe này, khung gầm chắc chắn này, tính năng an toàn đầy đủ, trải nghiệm lái tốt. Chiếc xe này thì rất đáng để anh chị và các bạn đừng lên bỏ qua. Đấy, tầm tiền thì rất hợp lý, chỉ ngang với một chiếc xe Morning lướt thôi. Nội thất bên trong thì anh chị và các bạn có thể cùng tham khảo. Em sẽ mở hết cánh cửa bên phụ nữa ra để cho anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát rõ ràng đầy đủ về chiếc xe ở từng phần một của chiếc xe để các bác có thể là cùng theo dõi. Đấy, cốp của chiếc xe đây, với một cái không gian cốp chứa đồ rất là rộng rãi, với cái quá trình mở cốp chiếc xe chỉ bằng một nút bấm thôi, anh chị và các bạn có thể mở ra rất là nhẹ nhàng. Có vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý đầy đủ chi tiết cho anh chị và các bạn này. Đấy, các bác kéo lại cái ra thôi là mình sẽ có thể để đồ phía bên trên. Khi ngồi bên trong anh có chị và các bạn cần để đồ. Nếu mà cần gia tăng thể tích chứa đồ mình có thể gập phẳng hàng ghế thứ hai nữa để mình có một cái không gian nó sẽ rộng rãi hơn. Với không gian bên phụ ở hàng ghế thứ hai, anh chị và các bạn nhìn giúp em từ những cánh cửa đi vào, hay đến chất lượng ghế ngồi của chiếc xe sau cái thời gian sử dụng nó còn được những gì thì các bác cùng khám phá với em. Đấy, rất rõ ràng đầy đủ các chi tiết nha anh chị nhé. Ở chính giữa trung tâm thì nó có một cái chỗ để đồ, và không gian khoang bên phụ bên lái của chiếc xe anh chị và các bạn có thể thấy thì ghế ngồi nó trang bị chỉnh cơ thôi. Rồi táp ly táp lô của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Ghế ngồi với những chi tiết viền chỉ đỏ tạo lên cái sự nổi bật ở trong nội thất. Trung tâm với các phím chức năng cơ bản. Và tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần máy móc. Khối động cơ 1.5 thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn vừa đủ dùng, di chuyển trong phố thì tiết kiệm. Đường trường cao tốc nó vẫn mang lại những cái trải nghiệm cảm giác lái vừa đủ cho anh chị và các bạn. Với cái mức giá bán của chiếc xe Ford EcoSport phiên bản Titanium sản xuất năm 2016, em đang chào bán anh chị và các bạn chỉ có 620 triệu thôi. Giá vẫn còn thương lượng một chút. Hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các hỗ trợ tư vấn cho anh chị và các bạn. Em xin cảm ơn.